Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét một số nội dung quan trọng. Cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Công khai đường dây nóng trong tuyển quân. Vai trò công an xã trong công tác chống dịch COVID-19. Công an thành phố Hưng Yên bắt 15 thanh niên hát karaoke và sử dụng ma túy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để xem xét cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về các nội dung báo cáo tờ trình của Sở Tài chính, gồm báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. Các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách, dự toán thu ngân sách địa phương năm 2022. Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 dự kiến đạt trên 17.000 tỷ đồng, đạt 125% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, thu xuất nhập khẩu ước đạt 3.400 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 13.700 tỷ đồng, có 8 trên 15 khoản thu ước đạt và vượt dự toán giao. Căn cứ vào tình hình thu chi ngân sách năm 2021 và các nguyên tắc tiêu chí phân cấp về nguồn thu, dự toán ngân sách năm 2022, tỉnh Hưng Yên được Trung ương giao thu ngân sách nhà nước là trên 14.600 tỷ đồng, dự kiến địa phương giao thu là trên 19.500 tỷ đồng. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến của các đại biểu góp ý và làm việc cụ thể với các ngành, đơn vị địa phương để tổng hợp lại số liệu thu chi, từ đó đánh giá sâu nguyên nhân tăng giảm để điều chỉnh dự toán cho sát và phù hợp với tình hình thực tế, sau đó hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến đầu tháng 11 năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 63%, so với cùng kỳ năm trước đạt thấp cả về tỷ lệ và giá trị. Vì vậy, để không bị thu hồi ngân sách về Trung ương và hủy dự toán từ nay đến hết năm, các ngành, các địa phương cần phải có giải pháp quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp, như Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Giao thông Xây dựng đạt trên 47% kế hoạch, Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến đạt trên 29% kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm đạt trên 54% kế hoạch, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ đạt trên 39% kế hoạch. Huyện Kim Động có 8 dự án từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trị giá gần 50 tỷ đồng nhưng đến nay mới giải ngân được gần 20%. Trong đó, 5 dự án vẫn chưa có khối lượng. Huyện Văn Giang, nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện đầu tư cải tạo nâng cấp đường huyện 24, trị giá 38 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công và tiến độ giải ngân vẫn đạt thấp. Các công trình giao thông mà lại công trình cải tạo nâng cấp thì nó quá trình thi công cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Bởi vì nó là cái công trình mà vừa khai thác vừa cải tạo nâng cấp. Chứ chúng tôi không được phép là dừng hoạt động lưu thông để tập trung thi công. Đối với cả ban quản lý dự án hiện nay là khó khăn chính chỉ là về công tác giải phóng mặt bằng, dẫn đến là chậm tiến độ. Cùng với khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh phê duyệt, một số dự án có kế hoạch vốn lớn nằm trong địa bàn phong tỏa, giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, một số dự án mới được phê duyệt phân bổ từ tháng 9 năm 2021. Vì vậy, các chủ đầu tư đang trong quá trình thẩm định phê duyệt thiết kế và dự toán tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định để sớm thi công dự án. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, các chủ đầu tư cần chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, khẩn trương tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi công mới năm 2021, hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu.
đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán. Nếu mà các nhà thầu, đặc biệt là chủ đầu tư không hoàn thành thì sẽ xem xét chuyển vốn cho các công trình một khối lượng tương đối tốt và có khả năng thuyền để chuyển vốn. Và hiện nay chúng tôi cũng chuyển một cái công trình nào trên dưới 10 tỷ, cái đường mà kết nối giữa đường 379 ấy với quốc lộ 39 là không chuyển vốn được, qua một địa bàn huyện Khoai Châu là chuyển sang cái công trình mới. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng cấp thiết, vừa góp phần kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo thêm việc làm thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, công khai đường dây nóng phản ánh công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2022. Đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh tại hội nghị triển khai công tác tuyển quân. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát đúng theo phương châm, chỉ đạo, công khai, minh bạch rõ ràng, hạn chế tối đa những tiêu cực trong công tác tuyển gọi. Với quyết tâm không bỏ lọt, không bỏ sót, đồng thời yêu cầu các thanh niên sơ tuyển đầy đủ, làm cơ sở để phát lệnh gọi khám tuyển. Nhằm minh bạch công tác tuyển quân, yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ các địa phương đến tận các xã phường thị trấn, công khai số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh từ phía người dân trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Người dân có phản ánh về công tác tuyển quân các địa phương gọi về các số điện thoại đường dây nóng trên. Nói không với tiêu cực, công khai minh bạch rõ ràng trong các khâu, đây là thông điệp và cũng là phương châm chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh với cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo công bằng trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ năm 2022. Thực hiện chỉ đạo này, hiện các xã phường thị trấn đang tập trung thực hiện khá nghiêm túc trong đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự. Tại buổi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, ngoại trừ 2 trường hợp vắng mặt do dịch chưa về kịp, còn lại 35 trên 37 thanh niên trong danh sách gọi đã có mặt đầy đủ. Buổi sơ tuyển được bố trí khoa học hợp lý, đảm bảo giãn cách nhằm đảm bảo công bằng minh bạch, không bỏ lọt đối tượng trong việc gọi tuyển thanh niên lên được nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã đã tiến hành họp lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng giai đoạn, từng khu vực, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để mọi người dân nắm bắt rõ về luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng ở xã và các thôn đúng theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Sau khi rà soát, chúng tôi công khai trên hệ thống loa truyền thanh đến các thôn, các đoàn thể để tuyên truyền vận động số thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Các thôn nếu phát hiện còn sót đối tượng nào thì sẽ điện trực tiếp cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự để chúng tôi bổ sung vào danh sách. Qua rà soát, chúng tôi phát hiện có 3 cháu đã tốt nghiệp đại học trở về địa phương, chúng tôi tổ chức phát lệnh bổ sung. Đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã cơ bản hoàn thành công tác sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Toàn huyện đã phát lệnh gọi sơ tuyển 583 thanh niên, tỷ lệ lên trạm khám sơ tuyển đạt 80%, cao hơn nhiều so với mọi năm. Cán bộ, cơ quan quân sự huyện họp cùng với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã để ra soát, nắm chắc số thanh niên, kể cả những thanh niên tạm miễn tạm hoãn, truyền thanh các xã, tăng cái thời lượng tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và nâng cao cái trách nhiệm của thanh niên. Thì từ cấp huyện đến cấp xã, chúng tôi đều chỉ đạo phải thông tin 3 số điện thoại đường dây nóng để cho nhân dân giám sát trong cái công tác tuyển quân. Tính đến ngày 15 tháng 11, toàn tỉnh đã phát lệnh gọi gần 12.000 thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó số lên trạm khám tuyển đạt gần 80%. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát đúng theo phương châm chỉ đạo công khai, minh bạch, không bỏ lọt, không bỏ sót. Trước mắt, tiếp tục yêu cầu các thanh niên hoàn thành việc sơ tuyển, làm cơ sở để phát lệnh gọi khám tuyển. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh trong đợt dịch thứ tư lên 582 ca. Tại huyện Văn Lâm ghi nhận 10 ca bệnh, trong đó 6 ca là công nhân công ty may Kido Hà Nội ở khu công nghiệp Phố Nối A, 4 ca liên quan đến ổ dịch xã Đình Dù,
tất cả đều được cách ly tập trung từ trước. Tại huyện Yên Mỹ, ghi nhận chùm 4 ca bệnh trong cùng một gia đình ở xã Lý Thường Kiệt liên quan đến người chồng đi từ tỉnh Tiền Giang về. Huyện Văn Giang phát hiện 1 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện là người thường xuyên buôn bán ở Hà Nội về. Huyện Kim Động ghi nhận 1 ca là con trai của F0 ở xã Toàn Thắng đã được cách ly tập trung. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 582 ca bệnh, 338 ca đã khỏi bệnh, còn 20 điểm phải phong tỏa. Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 1 toàn tỉnh đạt trên 95% dân số trên 18 tuổi. Các địa phương đang chuẩn bị tiêm vaccine cho gần 130.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Công an chính quy về xã, họ không chỉ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mà còn đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương. Ghi nhận tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Kể từ khi xuất hiện ca bệnh COVID-19, ngày 9 tháng 11 đến nay, 5 cán bộ chiến sĩ công an xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu dường như không có ngày nghỉ, bởi họ vừa phải đảm bảo công việc chuyên môn, vừa phải tham gia phòng chống dịch. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an xã trong cái thời gian mà dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã như thế này. Với quan điểm của chúng tôi là vì nhân dân phục vụ nên chúng tôi cũng không ngại khó ngại khổ, không kể ngày đêm, không kể mưa to hay gió lớn gì cả. Bất cứ lúc nào mà có thực hiện nhiệm vụ là chúng tôi sẵn sàng lên đường. Với người dân đây, dường như họ đã quá quen với hình ảnh các chiến sĩ công an chính quy đi tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương cả ngày lẫn đêm như thế này. Nhất là trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, từ khi có dịch COVID-19 xuất hiện, công an xã đã bố trí lực lượng tham gia vào tất cả các công việc phòng chống dịch, như phối hợp với lực lượng y tế cơ sở, tiến hành đi truy vết tổ chức cách ly tập trung các F1, kiểm tra các F2 đang cách ly tại nhà, tham gia trực chốt tại khu phong tỏa. Đồng thời, tăng cường tuần tra nhắc nhở yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Khi mà lực lượng chính quy về đây thì cũng được tình hình an ninh chính trị trong thôn xóm là tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Đấy, đặc biệt là từ khi có dịch mà lực lượng công an tôi gặp liên tục đi tuần tra các khu vực đông người tụ tập giải tán các thứ này. Lực lượng công an lòng cốt trong công tác phòng chống dịch và làm rất là tốt, được đảng, chính quyền và nhân dân rất là ghi nhận về những cái nỗ lực của các đồng chí. Trong song song trong cái nhiệm vụ vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và trong công tác phòng chống dịch ở địa phương. Theo kế hoạch, từ ngày 24 tháng 11, tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Vấn đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh và học sinh. Kể từ khi được cô giáo thông báo về kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, em Vũ Hương Giang, lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Hưng Yên rất háo hức mong đợi. Giang thường xuyên dành thời gian lên mạng tìm hiểu, tra cứu những thông tin liên quan, chuẩn bị sẵn tâm thế tham gia chiến dịch tiêm chủng. Em đã tìm hiểu rất là kỹ về việc tiêm vaccine, cũng như là khi mà em cũng đã nhìn thấy bố mẹ em đi tiêm vaccine thì em cảm thấy rất là yên tâm ạ. Và trước khi đi tiêm thì em cũng đã cố gắng là ăn ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc để có thể nâng cao sức khỏe của bản thân mình ạ. Để tiêm vaccine được triển khai, sự ủng hộ của học sinh là chưa đủ. Những ngày này, các nhà trường đang tích cực phối hợp với ngành y tế tuyên truyền đến cha mẹ học sinh ý nghĩa tầm quan trọng của việc tiêm chủng, góp phần bao phủ vaccine, hình thành miễn dịch cộng đồng. Dù vẫn còn những băn khoăn, chăn trở, nhưng hầu hết phụ huynh đều ủng hộ chủ trương này. Đa phần là phụ huynh cũng rất đồng tình với cái việc mà tiêm vaccine để đảm bảo cái sức khỏe cho các cháu trong cái quá trình các cháu đến trường. Một số phụ huynh thì có con có bệnh nền nhưng mà cũng xin là nhà trường lập danh sách để gửi lên y tế, trung tâm y tế để tiêm cho các cháu. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ vì các cháu khi được tiêm vaccine thì các cháu đảm bảo được cái sức khỏe cộng đồng. Vì lứa tuổi học sinh của các cháu là như vậy, lứa tuổi là hiếu động, việc giãn cách cũng rất là hạn chế. Dự kiến trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 11, Hưng Yên sẽ triển khai tiêm vaccine đồng loạt cho hơn 120.000 trẻ em trên toàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tiêm vaccine, các nhà trường, các cơ sở y tế đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện cần thiết.
Chúng tôi phân ra làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là các cháu khỏe mạnh bình thường thì tiêm tại điểm tiêm lưu động tại trường, cấp 2 hoặc cấp 3. Thế còn các cháu nào vì vấn đề bệnh tật hoặc vì vấn đề thần kinh có vấn đề, và các cháu dị tật bẩm sinh, các cháu khuyết tật thì tiêm tại trạm y tế. Thế còn những trường hợp các cháu bệnh nền, các cháu bệnh mãn tính, bệnh bẩm sinh thì chúng tôi sẽ triển khai tiêm tại các bệnh viện tuyến huyện, thành phố, thị xã, và đặc biệt nữa là có thể tiêm tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Trong thời gian tiêm chủng, tốt nhất là bố mẹ và người giám hộ đi cùng các cháu đến địa điểm nơi tiêm chủng. Ngoài Hưng Yên, có nhiều tỉnh thành đã triển khai tiêm vaccine cho trẻ em. Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành y tế, sự phối hợp theo dõi của nhà trường và gia đình, tin tưởng rằng chiến dịch tiêm chủng sẽ thành công, học sinh sẽ sớm đảm bảo các điều kiện để trở lại trường học tập. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 20 năm, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, từ một xã nghèo nay đã vươn lên trở thành xã khá và là một trong hai đơn vị được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đây là nền tảng, là bước đệm quan trọng để địa phương này tiếp tục phấn đấu vươn lên xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Khu trung tâm xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, đoạn đường chật hẹp, những nếp nhà cũ kỹ của một vùng nông thôn xưa, nay đã được thay thế nhà cửa khang trang sạch đẹp, đường xá rộng rãi, thanh thang và tấp nập chẳng khác nào một con phố của một đô thị. Cùng với sự thay đổi về diện mạo của vùng quê thì đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây cũng được nâng lên. Cái cơ sở hạ tầng đối với xã Xuân Dục thay đổi rất nhiều. Trước cái đường này là nó chỉ có 3 mét đường đất, mỗi một khi mà xe về rất lầy lội. Nhưng mà đến bây giờ đường rất rộng, giao thông đi lại rất thuận tiện. Bà con thu hoạch là đều có xe chuyên chở nông sản đến tận đầu bờ. Đến nay cơ bản hệ thống điện đường, trường trạm, vệ sinh môi trường của địa phương đã cơ bản được đầu tư khang trang. Phát huy lợi thế của vùng thâm canh lúa nếp thơm Hưng Yên đặc sản, những năm qua, xã Xuân Dục chuyển đổi toàn bộ các diện tích lúa năng suất chất lượng thấp sang sản xuất các giống nếp, cùng với đó chuyển sang làm dịch vụ và lao động tại các doanh nghiệp. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là gần 60 triệu đồng, hộ nghèo còn 1,3%. Xuân Dục hiện đang được các cấp đầu tư xây dựng khu văn hóa tâm linh với 3 công trình là khu tưởng niệm tướng công Nguyễn Thiện Thuật, khu di tích Hoàng Ngân và chùa Sùng Bảo. Các công trình này hoàn thành cùng với các khu tâm linh cũ của địa phương, nơi đây sẽ trở thành khu du lịch văn hóa tâm linh, mở ra cơ hội phát triển của địa phương. Mục tiêu của chúng tôi những năm tới, chúng tôi sẽ tập trung và tiếp tục nâng cao cái sản phẩm lúa hàng hóa, đó là nếp thơm Hưng Yên, là cái sản phẩm truyền thống của xã, và tiếp tục hoàn thiện các cái công trình phúc lợi của cái hệ thống khu di tích. Thế và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đổi người dân chuyển sang các cái nghề làm dịch vụ phục vụ cho công tác du lịch tâm linh. Với những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, tin tưởng rằng xã Xuân Dục sẽ tiếp tục có những bước tiến cao hơn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về tiêu chí giáo dục y tế. Thưa quý vị và các bạn, dù thành phố Hưng Yên đã có công văn yêu cầu các nhà hàng, dịch vụ tạm dừng các hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, song cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Amigo ở số 536 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên vẫn mở cửa cho 15 thanh niên hát và sử dụng trái phép chất ma túy. Khoảng 23 giờ 55 phút ngày 20 tháng 11 năm 2021, Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, phường Hiến Nam tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Amigo số 536 Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện, cơ sở đang cho khách thuê hát tại 2 phòng gồm 15 đối tượng. Trong đó, tại phòng VIP 1 có 8 thanh niên nam nữ đang hát karaoke và phòng VIP 3 phát hiện 7 đối tượng khác đang tụ tập và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác đã tiến hành thu giữ tăng vật nghi ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hưng Yên đang tiếp tục xác minh, điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa công bố loạt quy định mới nhằm vào các kênh truyền hình nước này. Trong đó có quy định cấm phụ nữ xuất hiện trong các bộ phim cũng như các biện pháp hạn chế khác với nữ giới. Cụ thể, theo quy định mới, phụ nữ bị cấm xuất hiện trong phim truyền hình ở Afghanistan. Các nhà báo và phát thanh viên nữ khi lên hình thì phải đeo khăn trùm. Trước đó, nhóm chiến binh Hồi giáo Taliban nắm quyền kiểm soát sau sự ra đi của các lực lượng Mỹ và đồng minh. Gần như ngay lập tức đã yêu cầu trẻ em gái nghỉ học và phụ nữ thì phải nghỉ việc. Trong thời kỳ cai trị trước đây của Taliban vào những năm 1990, nữ giới ở Afghanistan cũng bị cấm đi học và đi làm bên ngoài. Trung Quốc vừa hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva xuống mức thấp nhất sau khi bày tỏ bất mãn vì Litva cho vùng lãnh thổ Đài Loan mở văn phòng đại diện ở quốc gia châu Âu này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Litva đã phớt lờ các lập trường nghiêm túc của Trung Quốc và các chuẩn mực cơ bản cho quan hệ quốc tế khi cho phép Đài Loan đặt văn phòng đại diện. Ngoài ra, tên gọi văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva cũng gây sự chú ý bởi các văn phòng khác của Đài Loan ở châu Âu và Mỹ đều sử dụng tên chung là thành phố Đài Bắc thay vì Đài Loan. Trung Quốc nhấn mạnh, động thái của Litva đã làm suy yếu chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Do đó, họ quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với nước này xuống mức đại biện, mức thấp nhất sau công sứ và đại sứ. Căng thẳng tại khu vực biên giới Ba Lan và Belarus đang leo thang trầm trọng khi hàng nghìn người bị mắc kẹt tại khu vực này. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang hiện hữu tại đây trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt đang tới. Tình trạng khủng hoảng di cư tại biên giới Ba Lan và Belarus bắt đầu căng thẳng kể từ đầu tháng 11, khi Ba Lan ghi nhận hơn 4.500 lượt người nỗ lực vượt biên. Những người vượt biên đến từ các quốc gia đang trải qua bất ổn về chính trị và tôn giáo như Afghanistan, Iraq hay là Syria. Các tổ chức nhân đạo cho biết, những người di cư phải đối mặt với điều kiện sống khắc nghiệt trong thời tiết lạnh giá, thiếu lương thực và chăm sóc y tế. Cho đến nay, tình trạng điều kiện sống thiếu thốn đã khiến ít nhất 10 người di cư thiệt mạng. Cuộc khủng hoảng người di cư không chỉ diễn ra ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus, mà còn xuất hiện ở biên giới các nước láng giềng của Belarus, gồm Litva và Latvia. Australia ngày 22 tháng 11 tiếp tục công bố việc nới lỏng thêm các hạn chế biên giới quốc tế nhằm cho phép những lao động có kỹ năng, sinh viên có thể quay trở lại trong bối cảnh các doanh nghiệp đang nỗ lực giải quyết vấn đề nhân sự. Chính phủ liên bang của Australia đang hỗ trợ các kế hoạch để đưa người lao động có tay nghề và kỹ năng có thể từ Hàn Quốc và Nhật Bản trở lại quốc gia này mà không phải cách ly trước dịp Giáng sinh. Giới chức Australia khẳng định việc mở cửa trở lại biên giới một cách an toàn với những người di cư có kỹ năng và tay nghề cùng sinh viên quốc tế sẽ giúp thúc đẩy tiến trình phục hồi kinh tế của nước này, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Tại Pháp, Bộ Y tế nước này cho biết tốc độ gia tăng ca nhiễm COVID-19 đang ở mức báo động, với số ca mới hàng ngày gần như gấp đôi trong tuần qua. Theo giới chức y tế của Pháp, tính đến ngày 20 tháng 11, số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày là hơn 17.000 ca, tăng từ mức hơn 9.000 ca một tuần trước đó. Mức tăng ca nhiễm trong 7 ngày gần đây nhất cao gấp 3 lần mức trung bình được ghi nhận trong 3 tuần trước đó, cho thấy số ca nhiễm đang tăng theo cấp số nhân. Hiện tại, tình trạng này chưa khiến lượng bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 tăng đột biến. Nguyên nhân có thể là do tỷ lệ tiêm chủng của Pháp tương đối cao, giúp ngăn ngừa bệnh chuyển nặng. Chuyển sang các tin tức khác, một nhóm nghiên cứu của Đại học Indonesia đã tìm ra cách xử lý các phụ phẩm nông nghiệp như bã cà phê, gáo dừa thành một loại carbon dùng sản xuất pin xe điện. Các nhà nghiên cứu đã biến bã cà phê, gáo dừa thành một loại carbon dùng để làm cực dương, viên pin xe điện. Loại điện cực này được đánh giá là tạo ra dòng điện ổn định hơn so với các loại pin hiện nay. Họ cũng đang xem xét các loại bã cà phê khác nhau để xác định loại nào hoạt động tốt nhất và giữa rác nhựa, bã cà phê và gáo dừa thì loại nào cho đặc tính tốt nhất. Nghiên cứu được công bố vào tháng trước đang nhận được sự quan tâm lớn. Hiện nay, nhóm nghiên cứu cho biết họ không thể sản xuất số lượng pin lớn nếu không có sự đồng hành của các nhà sản xuất pin. Một hệ thống dàn nhạc thanh thiếu niên và nhi đồng quốc gia của Venezuela vừa qua đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Nga, trở thành dàn giao hưởng lớn nhất thế giới với hơn 12.000 người đồng diễn. Theo đó, dàn giao hưởng với hơn 12.000 nghệ sĩ của hệ thống dàn nhạc có tên là En Sistema đã cùng đồng diễn vào trung tuần tháng 11 vừa qua với bản nhạc dài khoảng hơn 5 phút. Hệ thống dàn nhạc thanh thiếu niên và nhi đồng En Sistema của Venezuela đã đánh bại kỷ lục của Nga được thiết lập cách đây 2 năm với 8.097 nghệ sĩ. Tại Venezuela có khoảng 350.000 trẻ em và thanh thiếu niên,
tham gia En Sistema và biểu diễn trong mạng lưới gồm 180 dàn nhạc của tổ chức này. Phần tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.